chị làm nền thôi, chị không phải đâu. Em làm nền thôi. Em ấy trước là đi làm văn phòng ấy hay bị stress. Và mỗi lần stress về là buổi tối là em vuốt cứ vuốt tóc này là vuốt ra là gần như một mảng tóc gần như rất là nhiều. Đấy, sau khi biết đến dẫn trần ấy thì cũng không biết là cái tác dụng của cào nó như thế nào, thì mình cứ cào tóc thôi. Vâng, cào trên đầu này. Đấy, mình chịu khó mình làm. Thì ngày nào em làm được 2 đến 3 lần. Vâng, hoặc là những lúc căng thẳng mình cào. Và thì sau một tuần ấy thì em cảm thấy là tóc của mình nó hạ gần như là không còn giúp nhiều ấy. Và sau 2 tuần thì gần như là không còn mấy nữa. Và đặc biệt là trước là em hai cái vùng bên này em rất nhiều tóc bạc. Đấy. Thì sau 2 tuần đấy cào thì gần như là soi gương thì gần như tóc bạc không còn nhiều nữa. Mỗi một lần em cào thì như nào? Em mô tả chi tiết cách cào. Cào thì em lấy cào con này em cào. Đấy, em cào từ chân tóc từ trên này ra đằng sau gáy ạ. Và mỗi lần cào thì em cào khoảng từ 3 đến 5 phút. Thắp ra đầu. Vâng. Cứ cái cảm giác của mình là người nó ấm lên và ngoài ra là thoáng đầu là xong rồi em nghỉ. Đấy. 3 đến 5 phút. Vâng. Một ngày em làm mấy lần như thế? Một ngày thì em làm 3 lần, 3 đến 4 lần. 3 đến 4 lần như thế, vâng. Mỗi lần khoảng mỗi lần là 3 đến 5 phút. 3 đến 5 phút. Cắt ra đầu. Vâng, đúng rồi. Ra đầu đúng không? Vâng. Khi em cào thế thì lúc đó là em bị căng thẳng đúng không? Đúng rồi. Cào xong thì em cảm thấy cảm giác như nào? Em cảm thấy người thoáng, đầu óc thoáng gần như là tức là nó giải tỏa stress ấy. Đúng rồi. Làm cho mình tỉnh táo này. Đúng rồi. Chống stress. Cảm giác sướng lắm ạ. Cảm ơn anh.